Kính thưa quý cô chú anh chị, sau video về rắn cọc Nia, một trong những loài rắn độc nhất Việt Nam, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về một loài rắn được xem là anh em song sát với rắn cọc Nia, đó là rắn cọc Nong. Gọi là anh em song sát vì khả năng nọc độc của chúng mạnh nhất, 1-9-1-10, nhưng chúng sẽ không đi cùng nhau như anh em thường lầm tưởng nhé. Cọc Nong được đánh giá là loài rắn có lượng nọc độc hàng đầu Việt Nam. Người ta thường đem ba loài rắn độc nhất Việt Nam bao gồm rắn cọc Nong, cọc Nia và hổ mang chúa để kiểm tra trong phòng thí nghiệm và kiểm tra trên thực tế, thì loài rắn cọc Nong có mức độ gây tử vong do nọc độc cao nhất. Vì vậy, cọc Nong được xem là loài rắn độc nhất Việt Nam. Nếu như cọc Nong độc số 2 thì không ai là số 1. Tuy nhiên, rắn cọc Nong thường ẩn núp chờ chờ con mồi, chứ không đi lang thang kiếm ăn như các loài rắn hổ mang hay rắn cọc Nia, nên thường ít gây tai nạn đến con người hơn. Bạn hãy xem video này để biết cách nhận dạng, đặc điểm cơ bản, biện pháp sơ cứu và nhắc là cần tránh xa loài rắn cực độc này nếu vô tình bắt gặp chúng nhé. Đặc điểm nhận dạng: đầu to, hình tam giác, mắt đen, không có con người, da bóng và nhẵn, cơ thể thon dài, sống lưng nhọn, màu cơ thể rắn cạp Nong có những khoanh màu vàng và đen, xen kẽ nhau, kích thước chiều dài con trưởng thành hơn 1 mét, thân to và đều khắp chiều dài cơ thể. Ban ngày, rắn cạp Nong khá chậm chạp, thường quấn tròn, nằm bất động và vùi mình núp dưới khu vực lá cây khô, bụi rậm, tuy nhiên ban đêm chúng khá nhanh nhẹn, đặc điểm này khá giống với loài rắn cạp Nia. Cạp Nong là loài kiếm ăn vào ban đêm, con mồi của chúng là các loài rắn khác, kể cả các loài rắn độc, thêm cả chuột, các loài chim, gà, vịt. Đây là bò sát thường hay lẻn vào nhà con người ban đêm, gây ra tình trạng cắn người khi đang ngủ, đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng. Rắn cạp Nong sinh sống ở nhiều môi trường khác nhau, chúng có khả năng thích nghi cao nên phân bố từ đồng bằng đến rừng núi. Thời gian gần đây, chúng được phát hiện ở các khu dân cư, tại đô thị vào ban đêm, gây ra nhiều nỗi em ngại đến con người. Nọc độc của rắn cạp Nong có độc tố mạnh, gây tê liệt hệ thần kinh, nhưng thường biểu hiện độc tố sẽ rất chậm, dễ gây chủ quan và nguy hiểm cho tính mạng của nạn nhân. Đây là loài rắn được đánh giá là không quá hung dữ, nhưng tốt nhất bạn đừng để chúng cắn nhé, sẽ rất khó được cứu chữa. Khi bị rắn cạp Nong cắn, cách sơ cứu cũng giống như loài cạp Nia, cần gato vết cắn, băng nẹp, tránh cử động, có thể há hơi thổi ngạc nếu nạn nhân ngưng thở, đồng thời nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất mới có khả năng cứu sống nạn nhân. Trên đây là những nội dung cơ bản của rắn cạp Nong, loài rắn được xem là độc nhất Việt Nam. Hy vọng video sẽ giúp ích nhiều đến quý cô chú, anh chị. Nếu thấy video giá trị, hãy cho chúng tôi lượt thích, lượt đăng ký kênh và chia sẻ video đến nhiều người cùng biết. Xin trân trọng cảm ơn.